Lời Phật dạy, nhân quả báo ứng không trừ một ai. Người sống tốt, ắt gặp quả báo tốt. Kính thưa quý vị, nhân quả trong đạo Phật dạy cho ta phải có trách nhiệm trong từng ý nghĩ, lời nói và hành động. Nếu chúng ta không tin nhân quả, ta sẽ sống vô ý thức, thiếu trách nhiệm, chỉ biết tham lam ích kỷ để làm tổn thương người khác. Nhân quả rất đa dạng và phức tạp. Sự diễn biến từ nhân đến quả còn tùy thuộc vào các duyên. Nhân quả có thể báo ứng liền tức khắc như chúng ta đang đói. Chỉ cần ăn một thứ gì đó thì được no, và kết quả của nó cũng có thể xảy ra ở tương lai gần hoặc xa. Nhân quả ở đời vốn rất chính xác và rõ ràng. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Do nhận thức đúng về nhân quả nên người con Phật luôn thận trọng trong mỗi việc làm, lời nói và suy nghĩ của chính mình. Chỉ cần chúng ta chịu khó quan sát trong hiện tại, ta sẽ dễ dàng nhận ra quả báo trước mắt của những việc làm tốt hay xấu. Suy nghĩ và cảm xúc của con người luôn thay đổi và chịu tác động nhanh chóng bởi các sự kiện xung quanh. Ví dụ, khi nhận được một thông tin tốt đẹp có lợi cho mình, thì lập tức ta có thái độ hoan hỷ, vui vẻ, lạc quan. Ngược lại, nếu nhận được tin xấu, ngay khi ấy chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu, buồn phiền, bực bội và có thể nóng nảy với những người khác. Theo luật nhân quả, thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp thì cần phải biết gieo nhân thiện ích giúp người cứu vật. Trên thế gian này, với nhiều thể chế chính trị và rất nhiều tôn giáo đều lý giải nhân quả theo cách riêng của mình, đa số đều nghiêng về có một đấng tối cao ban phước giáng họa. Tuy nhiên, theo quan điểm của đạo Phật, luật nhân quả báo ứng là nền tảng sống của muôn loài vật, không ai có thể tách rời luật nhân quả mà tồn tại. Cho nên Phật giáo đối với nhân quả báo ứng có cái nhìn đầy đủ và thấu triệt. Phật dạy chính chúng ta là chủ nhân của bao điều họa phúc. Mình làm lành được hưởng phước tốt đẹp, làm ác chịu quả khổ đau. Nói một cách đơn giản và dễ hiểu, nhân quả báo ứng chính là làm thiện được quả báo tốt đẹp, còn làm các điều xấu xa tội lỗi bị quả báo khổ đau. Mỗi hành vi xấu ác đều phải chịu ác báo tương xứng với hành vi đó. Và lại, căn cứ vào những hành vi xấu ác nặng hay nhẹ mà có quả báo tương xứng khác nhau. Ai làm 10 điều ác sau khi chết chắc chắn phải thọ khổ trong địa ngục, còn tạo nghiệp ác nhẹ hơn sẽ bị tái sinh vào loài quỷ đói và các loài súc vật để chịu khổ báo. Sau khi thọ hết tất cả thống khổ trong các đường này rồi, sẽ được chuyển sinh trở lại làm người, mà làm người thấp kém và tiếp tục bị thọ các quả báo sống còn sót lại. Để cho chúng ta có đủ niềm tin về nhân quả, xin mời tất cả quý vị cùng nghe bài kinh triết lý sâu sắc về tội lỗi bởi gieo nghiệp xấu ác. Tiến trình diễn biến từ nhân tới quả có thể báo ứng ngay trong hiện tại, mà cũng có thể xảy ra ở tương lai gần hoặc xa. Chỉ cần quan sát trong hiện tại, chúng ta cũng dễ dàng nhận ra quả báo nhãn tiền của những việc làm ác. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, tại khu vườn ông Anathapindika. Tại đấy thì Thế Tôn gọi các tỳ kheo: "Này các tỳ kheo, có hai loại tội. Thế nào là hai? Tội có kết quả ngay trong hiện tại và tội có kết quả trong đời sau. Thế nào là tội có kết quả ngay trong hiện tại? Này các tỳ kheo, khi thấy nhà vua bắt được kẻ trộm, kẻ vô lại, liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ bị đánh bằng roi cho tới bị chặt đầu. Thấy vậy liền suy nghĩ, do làm ác nghiệp nên mới bị các hình phạt như vậy. Nghĩ vậy, người ấy sợ hãi tội lỗi trong hiện tại. Và này các tỳ kheo, thế nào là tội có kết quả trong đời sau? Ở đây có người suy xét như sau: quả báo dị thục của thân miệng ý ác, sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, địa ngục. Nghĩ vậy, người ấy sợ hãi tội lỗi trong đời sau. Do vậy, này các tỳ kheo, cần phải học tập như sau. Chúng ta phải sợ hãi
đối với tội có kết quả trong hiện tại và đời sau. Chúng ta phải thấy rõ sự nguy hiểm và tránh xa các tội. Đây là bài kinh Đức Phật nói tại thành Xá Vệ, nơi khu đất mà trường giả Cấp Cô Độc mua để làm tịnh xá. Người học Phật cần phải suy xét và chiêm nghiệm. Tất cả mọi hiện tượng trong bầu vũ trụ bao la này, từ con người cho tới muôn loài vật, đều chịu sự chi phối của nhân quả. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy, như trồng xưa được xưa, trồng đậu được đậu, việc làm ác cũng lại như thế. Phật dạy, dù chúng ta có lên núi cao hay trốn xuống vực thẳm, cũng không thể nào tránh được nghiệp quả khi đủ nhân duyên. Do chúng ta đã tin sâu về nhân quả, nên người học Phật luôn cẩn thận và có sự quan sát trong suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Nhân trộm cướp trong hiện đời sẽ bị quả báo nghèo khổ, tài sản bị người khác chiếm đoạt và tiếp tục chịu quả báo xấu trong tương lai. Hễ tài vật hoặc đồ dùng của người khác khi chưa được sự đồng ý của họ mà ta tự lấy dùng hoặc chiếm đoạt đều thuộc về tội trộm cướp. Tham lam muốn chiếm lấy của người khác để làm của riêng cho mình là do thói quen thâm căn cố đế của những người không tin nhân quả. Tuy nhiên vì lòng tham mà chúng ta có thể tìm đủ mọi cách để lường gạt người khác là nhân dẫn đến tủ tội và nghèo cùng khốn khổ trong hiện tại và mai sau. Có biết bao người đau khổ vì bị mất của, bị lừa đảo mà túng quẫn dẫn đến tự sát. Lại nữa, tiền bạc, tài sản vật chất là phương tiện để nuôi sống bản thân và gia đình. Bao nhiêu năm tháng chắt chiu sành dụng, giờ thì đội nón ra đi. Sự mất mát tài sản làm cho gia đình trở nên thiếu thốn, khó khăn, nghi ngờ lẫn nhau, có thể dẫn tới đổ vỡ hạnh phúc gia đình mình và người khác. Sự đền trả xứng đáng của quả báo này trước tiên là bị giam cầm tù tội, bị nhiều người khinh chê, gia đình ly tán, vợ con khốn khổ, rồi mai sau nghèo cùng vô số kiếp. Và nếu có nhiều tiền của thì cũng không thể tự do sử dụng để giúp đỡ người. Chúng ta nên nhớ của phủ vân khó bao giờ tồn tại bởi sống trên sự đau khổ của người khác. Nhan nhản mỗi ngày có những vụ lừa đảo, lường gạt trong xã hội mà báo chí thường đăng tải là do lòng tham muốn quá đáng của con người. Con người vì lòng tham quá đáng nên mới dễ bị người khác lường gạt. Nhân quả trong thời hiện đại thường được hiểu như một luật thưởng phạt công bình. Ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, hoặc gieo gió gặt bão. Bởi thế, có rất nhiều người quá sợ hãi luật nhân quả, nên họ không dám làm những điều xấu ác. Vì gieo nhân xấu thì gặt quả ác trong hiện tại và mai sau. Hoặc ngược lại, có rất nhiều người làm phước thật nhiều để mong mai sau thọ hưởng phước báo nhiều hơn. Luật nhân quả theo quan điểm của Phật giáo đúng là gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy. Nhưng theo sự hiểu biết của chúng tôi, nó không phải chỉ là luật thưởng phạt bình thường, mà là một luật cần thiết cho nhu cầu đời sống và sự tiến bộ của con người. Đức Phật dạy, ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Tất cả mọi người, ai cũng có khả năng thành Phật như nhau. Vì ta đã có nhân Phật trong người, cái vì biết khi thấy, cái vì biết khi nghe. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật thọ ký, cho các đệ tử sau này, ai sẽ thành Phật hiệu gì, ở đâu. Như vậy ta thấy, không những đệ tử của Phật sẽ thành Phật, mà tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật, vì tính bình đẳng dù phải trải qua vô lượng số kiếp về sau. Nhân quả theo ta như hình với bóng. Cuộc sống của chúng ta vốn đủ mọi sắc thái, tầng lớp, giàu có sang trọng, nghèo khổ bần cùng, hiền lành chất phát, hung dữ ác độc, thông minh hay ngu dốt, vân vân. Chúng ta có mặt trong cuộc đời là đã ghi tên và được nhận vào đại học đường, tức là trường đào tạo con người. Bổn phận của học sinh là phải học để nâng cao trình độ hiểu biết về mọi phương diện. Nếu chúng ta lười học, bỏ học thì ta sẽ trở thành những kẻ ngu dốt, chỉ làm tốn tiền cha mẹ mà chẳng được lợi ích gì. Mục đích của việc học là để chúng ta biết cách hoàn thiện chính mình đến khi thành Phật mới thôi. Trước tiên, bài học cao quý nhất cần phải hiểu là bài học sống để yêu thương. Thương yêu chính mình và mọi người khác.
nhưng chúng ta thương yêu cũng phải biết cách, tức là thương yêu bằng từ bi và trí tuệ. Nhờ vậy ta không luyến ái ích kỷ giống như những người thường tình ở thế gian. Chính vì vậy ta cần phải học thêm bài học hiểu biết về thương yêu bằng tình người trong cuộc sống. Hiểu biết để thương yêu, thương yêu để có hạnh phúc chân thật, nhờ biết cảm thông và tha thứ cho nhau. Hiểu biết ở đây không phải là loại kiến thức thông thường, biết về đời sống kinh tế, kinh doanh mua bán, khoa học, kỹ thuật, chính trị, vân vân. Có rất nhiều người học giỏi, đậu bằng cấp cao về những chuyên môn trên, rồi cuối cùng đi làm kiếm tiền, nuôi sống bản thân và giúp đỡ gia đình người thân được sống để tồn tại. Sống ở đời, dù giàu hay nghèo, dù sang hay hèn, dù khôn hay dại, dù tốt hay xấu, thì ai ai cũng muốn được sống sung sướng, hạnh phúc. Quả thì ai cũng muốn được tốt đẹp, nhưng mà nhân thì chúng ta không chịu gieo. Hoặc đã gieo nhân ác mà cứ muốn quả lành trái ngọt, thật là vô lý. Chúng ta tìm kiếm hạnh phúc mãi mà không thấy, chỉ thấy toàn phiền muộn khổ đau. Khổ quá, chúng ta bèn tìm đến các chùa, tìm người cầu chỉ dạy. Đạo Phật dạy gì cho chúng ta? Trước tiên, dạy luật nhân quả, để chúng ta biết làm lành hưởng phước tốt đẹp và tránh xa nhân xấu ác làm tổn hại người khác, vì gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Ta đau khổ trong tình cảm vì bị người yêu ruồng bỏ. Ta đâu